Đây em đang thực hiện việc cắt chấu cho máy gặt đập liên hợp DC 70. Phục hồi lại nhông chuyển hướng cho máy gặt. Anh em nào gần xa có ai nhu cầu phục hồi cắt chấu chuyển hướng máy gặt, liên hệ em Hoàng Mai 0907 7900 79. Đây là em đã thực hiện phục hồi cho những cái nhông chuyển hướng nó bị chợt và chuyển góc nó bị nhảy. Mình cắt lại để cho nó không còn nhảy nữa. Em cắt nhông đó rồi em cắt luôn nhông này luôn. Đây. Anh em nào có nhu cầu phục hồi liên hệ em nha. Hoàng Mai 0907 7900 79. Đây cháu nó bị chọt nha anh em, cắt lại phục hồi lại cho nó thẳng mặt. Đây là em sử dụng đầu phân độ của Việt Nam luôn nha. Đầu này là do nhà em làm luôn. Chạy ra đi cho nó mát, nước nhiều cho nó mát. Em nhận phục hồi các chi tiết máy cho anh em nha. Gần xa em đều đồng hồ được. Ở xa chuyển cho em bằng đường bưu điện, ở gần mang tới em. Mình đang thực hiện gắt cái chấu. Cái chấu này là của máy nhông chuyển hướng của máy gạt đập liên hợp DC70. Nó bị tình trạng là nhảy chấu, chuyển hướng không được. Đây mình đang cắt nhông này bằng thép nha. Anh em gần xa nào có ai có nhu cầu phục hồi thân hành được phục vụ anh em. Anh em xem kênh nhớ nhấn đăng ký để được xem nhiều clip của em hơn nha. Đây em đang sử dụng nồi phân độ của Việt Nam cho xưởng em chế. Anh em nào yêu cơ khí là nhìn là biết liền. Thank you.
Anh em xem kênh nhớ đăng ký để được xem nhiều clip em hơn nha. Đây là mình đã cắt chấu cho khách rồi đây. Anh em xem kênh anh em nhớ nhấn đăng ký ủng hộ em nha, để được xem nhiều clip em hơn. Đây là cái máy của máy DC70. Đây là tình trạng của nó bị tuột nhảy chấu. Chuyện mình đang chạy nó sẽ nhảy ra đó. Mình cắt như vậy để mình giảm lại cái lực, tăng cho cái lực bám hơn, nó không có cho không nhảy nữa. Anh em xem nhớ ủng hộ em nha. Hoàng Mai 0907 790079. Anh em xem nhớ nhấn đăng ký ủng hộ em. Cảm ơn anh em.